chúng ta là cao đấy. Tí vào chơi. Ok, đợi tí. Bắt tâm binh vào đây bảo sân mắt đi. Để nhà chơi ấy ạ. Pháp sư. I am the stone beneath your feet. Tí pháp sư. Lâu nhưng mà phải ở cả em vừa làm sao ô ăn đâu bên cô rồi đâu cơ sở này quên quên ồ, đang ngập stream. Cái tí ra đang ngập stream sau ấy. Đấy. Ôi là lá. Đi ngáo rồi chứ. Không chỉ mình nhớ là con hổ ấy. Ba cái đầu ra đồ chán thế nhở? Ba cái đầu ra đồ chán thật sự luôn đấy. Hãy
Đừng lấy đi. Heo heo, tự nhiên ông nói làm tôi bị bực lại cái mẹ của ông ấy. Ông định lấy cái gì? Ép riêng. Tôi nói mẹ làm tự nhiên tôi mất con Dion của tôi. Heo hiểu. Thôi là hiểu. Con mẹ vây ga giáp nấu rồi. Mày nãy chắc là bên nhà nó có sẵn một cái ấy rồi. Vây ga giáp nấu. Quỳ vẹ luôn. Thank you.
Tôi chán quá ông ạ. Tôi khắc sư của đồ của này có chơi nổi không? Ôi, muốn tổ hả? Ôi, chết thế. Mãi tái luôn đấy. Bán máu thôi, biết sao bây giờ. Vui vẻ đâu thì đánh đâu. Ông này cũng chơi rừng nè. Kiểu hồi ghê vậy. Không gì hai người đánh nhau, hai người đánh nhau. Khổ vãi. Cơm mua đặt bắt. Đã còn nặng, được không thì nốt tầm này mạnh hơn đấy. Đây bờ lan này. Cái này có bán khắc sư, nước bán khắc sư. Ôi Vega mình nhớ ra nhỉ. Vega 2 chưa có Vega nào này. Ông định lấy con gì? Lấy con trong này A Thiên. Để đôi con và chắc mà lấy mẹ Olaf rồi. Và lấy cái trượng thôi. Lấy đồ thôi, lấy cái gì bây giờ? Bây giờ lấy cung. Cún lấy nước mắt mà, đâu có nước mắt. Bởi vì nó phải dừng mà sao nó vẫn khỏe nhỉ? Hôm nay cũng khỏe mà. Nhưng có mỗi ông cấp mobile làm được gì? Nó cấp mobile. Đang vậy, tầm này nó cấp mobile. Cấp mobile, tôi chịu. À, tôi đéo thấy Vega đâu, ông ơi, sao mà chơi đây?
Time to make an appearance. Ôi, trận này khó quá ông ạ. Vega không thấy đâu này thì đỡ thế nào đây? So weak. Gì ông mới chơi bài rừng này? Hôm nay vẫn không rừng mà. Nhìn FP của bắn này, để cho nó bắn Flurry này. Trời ơi, nhìn thấy nó còn trường trước. À, nên dùng tờ Wick hay dùng Acer hơn nhỉ? Cái gì? Tờ Wick hay Acer mạnh hơn? Ờ, tờ Wick hay Acer gì? Ông chơi con gì? Bài gì? Anh chơi... Và không có ngọc thì dùng tờ Wick. Ông, nếu ông chơi Acer phải có một con ngọc cơ. Vì ông Talic ấy, ông có để làm sao đi? Tao rồi lấy con Talic là được. Thì ông có để, bây giờ ông cứ dùng tờ Wick. Thì bây giờ nên dùng AC hay là tờ Wick? Bây giờ chắc bỏ rừng thôi nhỉ? Bỏ rừng bây giờ sợ nó có tanh lên đi. Bỏ rừng ra đi. Vây gai à? Bỏ rừng ra, hợp lý không nhỉ? Bước 3 pháp sư. Vì ra tầm này mẹ nó dùng rác máu thì ba lần không chết cho mày giòn này. Vì ra shopping block đây còn vì ra tầm máu vậy man phai hộ vệ này. Để xem nào. Nếu thế thì mình mất 2 ngày trong Bola kìa. Nguyên sắc 3 kìa. Chuyện nhỉ? Tao ấy nói
Ôi. Xinh nhỉ. Nàng đồ ngon này. Tẻng kia. Mày. Đấy cái tẻng rồi. Rồi. Phải cả đây mặt này. Ai hơi phí cho con chơi một giáo. Không ổn. Thằng tốc một kia mẹ mất 94 máu, mẹ nó chơi 3 triệu hồi, 2 nước, 2 cát, 2 hổ vệ. Thật. À cái gì ghép với sẻn ra băng quốc vậy? Cái gì cơ? Sẻn ghép với cái gì ra băng quốc? Cục máu nào? Ờ cái đai, đai lưng, đai lưng, đai lưng. Trẻ đéo ra gì rồi? Bây giờ một cái lấy được luôn cái đầu băng quốc. Gà rắc máu này hai quy ở được bạn lấy đi không được thì nó lên cấp thì toàn lắm. Đừng bao giờ hỏi. Đợi 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 đi mau cày ba rồi. Cả trận này cũng chưa gặp phong diệp rồi. Ba. Rồi. Nhọn, nhọn. Ôi mẹ. Gọi là vãi đái. Đó, chấp, chấp đi luôn. Đâu? Ghê quá. Này tôi không có một không nhìn thấy một con kim red nào luôn. Không nhìn thấy một con kim red nào, một con ấy nào để tôi bóng tối luôn. Ở đây. Đó có mặt rồi. Một kiếm bóng tối quá mà khó nhỉ. Đâu thì rớt thì cũng lên tầng 2 này. À hay quá tổng được rồi. Ủa đá nó căng tay luôn này. Căng vậy. Ủa tạm vào này á. Không được đấy, không được mà thua tầm này rồi.
Con gì nhỉ? Tôi quên mẹ mất rồi. Bóng tối nữa là con Master T ấy, Sion. À Sion có rồi, Master T hoặc là ấy thôi. Master T hoặc là Mala. Có nào cũng được đây. Đi ra mẹ một con ba ha. Thank you.
Sao tôi được 4 tối nhỉ? Con lắc này nó gấp đôi à? Ngon gấp đôi mà. Rồi vứt thêm con nữa vào. Mất cho nó kháng phép làm gì? Cái đồ gì? Cái đồ này có cái đồ gì đâu? Giết khủng lô ai? Khủng lô tới thằng vứt. Nhìn bài của hai con Vega Nga mày đã thấy không? Con Vega Nga. Tao hiểu rồi, sao có hai con Vega tác dụng gì? Hai con Vega mà đau như sao? Em quá lắc lộng mấy. Hai con thì nó bắn nhanh hơn thôi à, nó tung hai tấn công. Rồi, Vega sắp 13 rồi. Hai con của tôi đang đợi lên 3 kìa. Rồi. Mà là 3. Có hình con Vega nữa nào. Nào. Rồi. Phải rồi. Biết lắc xong lên 2 rồi thế này. Ôi ôi lắc. Lắc bóng tối 2 rồi ơi. Master Z à? Ờ, của Master Z tầm này. Let us begin. Ôi, mình đang được đứng trên 3. Ờ, ai? Ý à? Sau khi tớ xuống lên là 2 đi mày. Tôi một con Vega lên Vega 3. Ta rích được con méo thì không ai chơi. Đi chỗ lắc này lại thêm con lắc nữa này. Không ai gì. Hy vọng không mấy người lắc ba đâu. Ôi. Ôi. Mẹ nóng thì lớp mấy cả Vega không ra một con nào nữa. Tất cả tiền của nó nào. Tôi lấy 2 Vega 2 được. 2 Vega 2 một con Vega 3. Tay rồi đấm đồ biết là toang này chết cách. Tất cả mắt là gì vậy? Tiền rồi. Đừng có bị cả ba nào. Theo cái đòi nào. Đầu con nước hai đi. Sao ghép ra thiên nhiên nào? Cần thiên ép nào? Để nghe đóng được bằng. Sức mạnh rồi 2 Vega. Ôi bóng tối. Rồi lắc các bạn.